Xin chào quý vị các bạn, chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ website alophone.vn. Trước mắt các bạn thấy là một cái thẻ bảo hành bên mình thì nó có địa chỉ này, hotline và website bên mình làm việc 5 năm. Ở đây các bạn thì thấy hotline này và địa chỉ website nhé. Bạn nào có thể nhanh tay truy cập tại website là alophone.vn hoặc là qua địa chỉ là 304/4A Trường Chinh ở Sài Gòn để xem hàng trực tiếp. Thì hiện tại cái máy Nokia N80 này của bên mình á thì được bán với giá ưu đãi, và đây là xin nói là đây là vỏ zin các bạn nha. Tất cả mọi loại máy bên mình thì gần như là hàng thay vỏ mới chứ không có loại hàng zin tồn kho như các bạn hay quảng cáo liên thiên là tồn kho, thì tồn kho không có cái kho nào mà chứa được tới bao nhiêu năm, và không có cái máy nào mà tồn kho mà lại bán với giá rẻ vài trăm nghìn hoặc là thậm chí 1-2 triệu. Người ta có, người ta cũng để dùng thôi chứ, hoặc là để kỷ niệm chứ không bán vài trăm nghìn hoặc là vài triệu như các bạn hay mua nhầm. Ở đây các bạn nhìn thấy một Nokia N80 này thì nó có một cái vỏ zin hơi cháy xước mặt kính một tí, và các bạn thấy cái cơ trượt của nó hàng zin mà, nên là cái cơ trượt của nó cũng rất là nhẹ nhàng. Các bạn tạo ra cái âm thanh nó rất là nhẹ nhàng, nó không có kịch kịch như kiểu là mấy cái máy hàng lô, hàng ngoài chợ mà dân mình các thợ hay thay cho. Các bạn đã nhìn thấy đây là cái bên xung quanh của nó, cái này là bằng thép các bạn nha. Đây xung quanh cái này nó là viền bằng thép. Các bạn xài thì nó sẽ phai màu thành màu trắng hoặc là cái màu nó hơi nâu nâu đi, chứ không có cái chuyện mà đây là vỏ nhựa xong rồi dị xong rồi bị xước thành màu trắng toát hay cái gì, nó không có. Đây là vỏ zin. Xin thưa, đây là vỏ zin nhá, có hơi cháy xước. Cái này có thể chấp nhận được lên tới 97-98%, gọi là mới 97-98% luôn. Ở đây chúng ta sẽ cùng mở một cái máy ra. Đây là có cái nút màu trắng, ấn xuống và trượt ra. Các bạn thấy đây là cái chỗ khai sim. Vì do là hàng zin thì các bạn nhớ nhìn thấy những châu đồng của nó vàng. Thực sự đây là đồng tốt của ngày trước thì mới được loại như này. Chứ còn bây giờ các loại đồng nhuộm nhuộm qua thì chắc thì chỉ dùng vài tháng hoặc 1-2 tháng nó đã phai hết màu rồi. Đây, chúng ta có một chỗ gài, các bạn hãy lưu ý nhé. Đây là cái sim của mình phải gài vào cái khay này trước, xong chúng ta mới bỏ xuống được. Và gài nó lại. Ở đây chúng ta có một viên pin. Pin thì nhiều nơi cũng bán loại pin rẻ tiền, nhưng bên mình cũng không tiếc gì khách hàng vài chục nghìn. Bên mình mua số lượng tầm vài nghìn thì nó cũng rẻ lắm, nó tầm mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà lại là loại pin đắt nhất rồi nha. Các bạn thấy đây là viên pin của nó có dung lượng là 890 mAh. Có loại pin này thì bên mình đánh giá là pin pin tốt. Nếu mà để chờ cho cái máy N80 này thì các bạn hãy để khoảng tầm 1 tuần. Mình tin chắc là nó không sẽ tắt nguồn, bởi vì cái máy này về 1 tuần là mình để pin nó cũng không bị tắt nguồn. Đến ngày hôm nay mình bắt đầu sạc lên một tí điện để mình bắt đầu quay phim cái sản phẩm này. Thì hiện tại cái sản phẩm bằng zin nên là cái số lượng của nó cũng không được nhiều, mỗi lần về nó chỉ tầm mấy chục cái thôi. Thì hãy bạn hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Cái hệ điều hành của cái máy này là Symbian S60. Thì giống như tất cả mọi loại máy thôi, thì cái hệ điều hành nó cho ta một cái xài độ máy rất là mượt mà không bị vấp. Và nhưng mà nói lại tuyệt đối có một cái điều là khi mình bật nguồn lên nó thực sự nó rất là lâu. Nếu mà xài như này thì mình có thể để khoảng tầm 3 phút sau thì nó mới lên nguồn, nhưng mình vừa bật nguồn thì nó mới tầm 2 phút thôi. Mình để một chút nữa thì máy sẽ hoạt động, tất cả mọi thứ đều chạy hoạt động bình thường, thì bắt đầu khi đó mình dùng máy nó sẽ rất là mượt, không bị vấp luôn. Ở đây các bạn nhìn thấy cột sóng Việt Nam Mobile mà đến nó vạch thật sự nó rất là mạnh. Những dòng máy đời xưa chắc có nghĩa là sóng khỏe, loa to và độ bền thì cực cao. Thì ở đây mình sẽ thử cái chức năng của nó đi. Ở đây mình có một cái phím đa chiều. Mình có thể bấm vào đây, nó sẽ hiển thị tất cả mọi thứ mình đang sử dụng, như web hay là gì đó mình có thể bấm. Ở đây thì mình bắt đầu sử dụng cái phím menu. Và menu, đây là mình sẽ sử dụng luôn. Chứ mà cái máy này thì nó lại chỉ có tiếng Anh các bạn nhé. Các bạn hãy lưu ý một điều, nó là sử dụng tiếng Anh. Mình sẽ cùng thử cái nhạc chuông của nó xem có rung chuông loa mic to như mình có đã nói hay không. Ở đây chúng ta sẽ có một cái RAW file. Mình sẽ thử cái chế độ của nó là chế độ bình thường và xem cái nhạc chuông của nó có to hay không. Đây là mức volume lớn nhất. Mình sẽ cùng thử. Đây là cái nhạc chuông của nó các bạn nhé. Đây là
cái loa phát ra cái âm thanh của nó. Đó, mình có thể thấy được cái độ rung của nó cũng khá mạnh. Mình sẽ cùng thử xem cái độ rung của nó như nào. Có thể thấy máy nó động đậy xem. Mình sẽ thử lại nha. Đó, các bạn thấy cái độ rung của cái máy này thì tuyệt vời. Đây là chứng tỏ cho cái độ mà rung chuông loa mic rất là lớn của Nokia. Ở ngoài đây thì mình sẽ có cái chế độ chụp ảnh. Mình ở đây sẽ chụp ảnh. Camera của nó thì hơi dị. Của nó là camera của nó là 20 5M. Nhưng mà cái camera của nó thì ở đây là 3,15M. Thì mình sẽ thử chụp hình ảnh. Đây là chụp hình ảnh hoa, cây, cối nhé. Và đây chụp ảnh phong cảnh. Mình sẽ chụp qua cái chế độ phong cảnh lên đi. Cùng thử cái tính năng chụp ảnh của nó. Cần giữ nguyên cái nút bật chụp ảnh ở đây là các bạn đã thấy nhé. Xem nào, xem cái camera 3,15 của cái máy này sẽ như nào. Ở đây có một cái đèn flash nhé, đèn flash. Và mình có thể chụp hình selfie. Mình sẽ cùng thử cái camera trước. Đây đây các bạn thấy. Đây là camera trước nha các bạn nhé. Đó, các bạn thấy camera trước. Nào, cùng thử một vài tính năng khác như là trượt lên trượt xuống như nào, wifi. Ở đây mình cũng có một cái chế độ wifi nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy đây, mình có thể tìm được wifi để lướt web các kiểu trong này cũng được luôn. Ở đây chúng ta có một cái thẻ nhớ bên hông máy. Suýt quên cái điều này. Cái điều này thì bên mình sẽ tặng cho khách hàng nha. Nó lấy ra một cái hàng Nokia sẽ kêu tít. Bạn đã lấy thẻ nhớ. Mình sẽ gắn lại, trả lại nó. Cho nó khỏi tít. Đó, mình gắn vào nó cũng kêu. Các bạn hãy nhanh tay truy cập website là alophone.vn để đặt hàng. Cái loại này hàng zin nên nó còn hơi còn hiếm nha các bạn. Và số lượng cũng hạn chế lắm. Thì các bạn hãy nhanh tay truy cập được website là alophone.vn. Và địa chỉ là 304-4A Trường Chinh. Có hotline là 028-66-867-333. Bên mình làm việc 5 năm là các bạn yên tâm mua hàng online nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nhớ like, chia sẻ trang YouTube của mình để có nhiều video đến hơn mỗi ngày các bạn nhé.